người, bây giờ 9:45, gia đình chuẩn bị đi tới. Turn right to stay on Murray Hill Road. Gia đình đã tới chỗ của ba. Ba đang nằm đó, bây giờ đợi chị bé anh Sơn Tùng Ngọc tới. Dạ, Nhiến. Gia đình. Bây giờ con vô ba gặp ba lần cuối. Thank you so much. Thank you. Hi ba. Mía lại thăm ba nè. Có sushi lại thăm ba nữa nè ba. Sushi hai ông nội đi con. Hai ba. John lại nữa, có Caleb lại nữa nè. Cháu Caleb đến thăm ba nè. Có Quyền nè, Caleb, John nè. Cái Huệ nè, chị bé với lại anh Sơn thì đang lại. Tay ba lạnh quá vậy, không lạnh đâu ba. Mía lại thăm ba nè, nói ba bữa ba mất mía không có mặt nha. Em bữa mía cũng Nhí cũng xin phép ba đó, còn Nhí đi mấy ngày mới về, biết về không kịp. Nhưng mà ba biết mía thương ba mà phải không? Ba không đâu có trách con Nhí đúng không ba? Giờ hôm qua đi câu cá với con dẫn sushi đi câu cá. Ba con bị quẹ chín khô dùm con cho ba thì khô, hồi nữa ba ăn khô ha, con có nêm cơm với khô với lại nước chấm nữa ba ăn ha, ba ăn no mà ba đi nha ba ha. Sushi qua hát cho ông nội hát bản con hát lớn hơn con. Hát lại với sushi cho ông nội phụ lại cái happy song lại con thương ba. Con thương ba, con út ý, con thương mẹ, con út ý, nhà chung nha, nhà út lâu. Nè, ông nội nghe nè, ngồi cười, ông nội nó nhỏ này quá lẻ, nhỏ quá lẻ không? Đến gì? Gia đình anh Sơn mới tới nha mọi người ơi. Anh Tùng cũng tới luôn. Có đầy đủ. Ông nội nằm ở trong đó. Xì quỳ xuống lái ông nội đi con, quỳ xuống giống tỉa nè. Đây là mua mấy cái đồ ăn ba thích. Đây là con trai trưởng anh lớn, anh Tùng với lại Cotton. Mấy đứa nhỏ cũng tới rồi, mấy đứa cháu của ba tới rồi nè. Không nói gì với ba. Không phải.
Có chân gà tắt. Cướp thì không sợ. Chắc không nói, không nói được, không nói được. Nó kèm đi tâm. I'm not even scared. Theo nổi nước tôm. Giờ có thể đổ mặt người á, tí nữa họ còn hát cái bản cho bà nghe. Cái bản bằng trường bà. Ui. Cô được. Hãy thấy con u i con xin ta con u i nhà trung nhà uống nhau. Ngọn thức nghe mẹ, ngọn nghe xong nói nó nhỏ thì quá lẻ, nhỏ quá lẻ. Nhớ không? Oh, where are you? It's the only name. They put every name that they draw it. What do you think? Daddy. Tai lạnh hả mẹ? Oh, half devil. It's just him being said. Nghe khói đầy đủ cho bà ha. Thu nổi chưa? Nha, thu rồi. Thì cần xin cho ông nội. Cái đó thì mình xin one more song cho ông nội ha. Hồi nãy rồi. Hồi nãy mỗi gia đình đây á, mình chụp bà ha. Không được trộn nha. Trong cái gì á, không được hết á. Hết chỉ cái người chết nó quay thêm thuộc. Đau lắm á. Đau xót ruột luôn á. Gracias.
làm dễ thôi, nhất nhỏ xíu đeo đang nè, mặt thấy gán không? Đông người đó mà. Are you still? Yeah. Okay, one, two, three. Okay. One, two, three. Hai cái lợp, ngay cái lợp đẹp trai nhất rồi. Cái lợp đưa ông ngoại đi ha. Ông ngoại lớp như cái lợp. Yes, Caleb. Mom, xúc mặt mom. And happy place with your friend. No, go to this But now it's just gone away.
Để xin lưu thôi. Chuyện già. Đừng chịu thôi. Cầm muốn. Bọn nó trắng nhìn, nó trắng trắng nhìn luôn. Everybody loves me, Dad. Còn 15 phút nữa là đưa ra vô nhà thiêu. Ba tụi con ở đây tỉnh qua đi đường cuối không đi bằng nên lên trời gặp ông nội bà nội gặp Chúa. Ba đi trước rồi tụi con thì sẽ gặp sân ba sau thôi. Ba lên đó trước, ba đi tụi con tỉnh đường ba đi đến cuối cùng. Chúa ba đi rồi. May mắn tất cả tụi con ở đây. Xin bài cứ bài đi từ ba đến cuối. Ba nghỉ ngơi. Rồi. Tụi con nhà tiệm cuối cùng. Cảm ơn ba tất cả. Cảm ơn ba tất cả vì tụi con cũng thương ba. Ba cứ đi mạnh khỏe vui vẻ. Tụi con cũng ai cũng lớn hết trơn rồi. Tụi con cũng có tay có chân. Tụi con biết kiếm tiền lo cho bản thân rồi. Ba đừng có lo gì ha ba. Rồi, có nào mà con đi câu cá hay là con đi đâu con dính cá thì con nhớ nữa ba. Rồi mỗi tháng có gì con mua bánh ú, con kêu bảy què chiên khô rồi con mời ba ăn nha ba. Ba cứ đi, ba đừng có lo tụi con nha. Nhí bây giờ ba lo cho nhí nhất, nhí giờ cũng nhí cho anh có nhà hết trơn rồi. Nhí là ba lo nhất phải không? Giờ nhí nó tự lo cho nó được rồi, ba đừng có lo cho nó nha. Ba cứ đi mạnh khỏe nha ba. Sống 2 năm nay đợi con có con, đợi con có nhà rồi ba mới đi. Con ơn ba rất nhiều, nhớ ba lắm nha. Vèn có muốn nói gì cho ông ngoại ông Vèn? Vèn nói tiếng Việt hay tiếng Mỹ gì cũng được Vèn. Vèn. Last word for ông ngoại con. Last word for ông ngoại. I love you, ngoại. I was always his favorite cook. Yeah, I'm sorry.
I remember you always pick me up after school and give me a dollar every single day. For ice cream. Ice cream. Always love me, they care for me. Are you gonna dance for ông ngoại? Oh, no. Okay, không ai khóc hay buồn ha. Giờ vui đưa ông ngoại đi, chứ đừng có buồn. Mình sushi. Well, you sushi ơi, can you sing a song for ông ngoại? Ông nội for me last time. They say ông nội con sushi con hát bản gì đó. Con hát cho ba nghe được không? Con hát nói lớn lên cho mọi người nghe. Hai ông nội, con là sushi. Hai ông nội, sushi. Rồi, con hát cho ông nội nghe một bản nha. Con thương ba. Con thương ba, con ủi. Con thương mẹ, con ủi. Nhà thương nha, nhà ủi nồng. Nha. Xong ông nội nói con quá lẻ, con sushi này quá lẻ. Cái ông nội cười, cái ông nội ôm hung con phải không? Cho nội bông đi, cho nội bông đi. Đó, chú xì cho ông nội bông đi. Rồi, có ai muốn nói gì? Tụi con tới đây tiễn ba. Ba bay nghỉ sớm về nơi Niết Bàn. Bye bye. Happen in heaven. I'm gonna see you in heaven. Có mở mắt ông nội nữa không? Cái nồi đứt tôm á, đòi mở mắt ông nội, thấy ông nội ngủ á. Thế chứ đến mai ông ngoại đi con. Con thoát cho cái. Ghê con. Bác là ngoại. Ghê. Bác là ngoại. Bác là ngoại. Love you. Cảm ơn ông ngoại, chỉ cần nấu ăn. Dạ, cảm ơn ngoại. Ông ngoại nấu ăn gì? What's your favorite dish? Chỉ cần nấu ăn cơm chiên với đồ. Nước con. Vậy, ông ngoại có cho con đồng không hay là cho vàng thôi? Chỉ cho vàng hả? Không cho hả? Yeah. Mà cho vàng nhiều nhất quá không? Yeah. Thương vàng, yeah. Thương áo ngoại hả? Vàng thương áo ngoại hả? À, nhớ ông ngoại với lại đón Brandon ở kindergarten hả? Brandon? Kindergarten đứng cái chỗ cái cột á, đón con ngoài không? Đi bộ ra, ông ngoại đi bộ ra đón Brandon đi học về. Học mẫu giáo á, đứng ngay cái cột hoài đó. Cô giáo cứ đứng đó, có người tới đón mới được về, đón Brandon. Nhưng mà ông ngoại thì thương vàng nhiều hơn, cho vàng tiền mua cái lem hoài. Hi, and the family. And so. I told you, but they want it. Con là những người mà ba yêu thương nhất đến đây để đưa tiễn ba đi. Con được làm rể của ba gần 30 năm là phước đức của con. Con xin cảm ơn ba. Thank you, Trần. Hai ba, con John đây. Con cảm ơn ba. Con nói nghĩ để làm vợ của con, để con lập gia đình hả? Vì có cũng có con, có nhà có cửa, đã yên thân, đã làm thân đàn hả? Sắp cái bạn bè lại, đã, không á? Không có đau, không có sốt gì nữa. Mỗi lần gặp ba cũng vui, ba cười hoài, ba không nói lớn, ba nhẹ nhàng.
con chúc bạn thật tốt, con cũng thương ba luôn. Con chúc bạn bình thường đáng. Love you, Dad. Thank you, brother. Cháu ngoại của bà, cháu ngoại của bà. Cháu ngoại Úc của bà đó. Cháu ngoại Úc của bà nè. Ba đợi đứa này ra nè, ba mới đi nè. Thấy không? Dad is a fighter, he fight a lot nhỉ. Vâng, lẽ là he passed out your birthday, he wait until Christmas. He's a fighter, that is a fighter. He waited to spend time with Caleb before yeah. he left yeah. his last grandson. Yeah. Yeah. Bà có đi vô giảng rồi bà. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là ngày xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong siêu Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết theo các cây này ca thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Lạy Chúa con, Chúa là đứng trong tốt con lành vô cùng, Chúa đã dẫn đến con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chia ghét mỗi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội dữ. Amen. Kính mừng Maria để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là trẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phước lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là trẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Nghĩa rất sớm rồi. Nghĩa rất sớm rồi. Thank you.
gì cần ăn. Thank you.
See what happened? Sushi. Oh, yeah. What happened? Nãy con không biết ông nội cho chóng hả? Bên nào con biết thôi phải không? Bây giờ nó mới hiểu. Nó hiểu là không còn đi câu cá với ông nội nữa. Cho nên giờ nó vô ông nội buồn. Nó không hiểu, nó tưởng ông nội nãy giờ ngủ thôi. Cho nên bây giờ nó buồn. Buồn à, không còn nữa nghe con. Buồn à, trời ơi, nhảy xe ngồi luôn. Ừ, nhảy xe ngồi luôn. No more. Biết không? Nó biết. Hôm qua có nói mà chưa có hiểu, nó gặp nội lần cuối, nó gặp thôi. Nó nhảy nội ngủ thôi, ông nội bệnh mà ông nội ngủ thôi. Mai mốt ông nội khỏe, ông nội chơi với con phải không? Chỉ nghĩ vậy phải không? Bây giờ không còn nữa. Phải không? Con thương nội không Sushi? Nội cười đẹp không? Nội cười đẹp ha. Không biết ông nội chết. Con biết ông nội chết hả? Biết hả? Mà không cho ông nội vô trong kia hả? Không muốn. Rồi con biết ông nội chết rồi, không cho ông nội vô kia. Ba cũng đâu muốn cho ông nội vô kia đâu, nhưng mà phải cho ông nội vô. Buồn nó đi ra đây, nó nói không thể nào đưa ông nội vô đó được hết. Nóng phai mà. Bích bụng quá không? Ừ. Okay, chị thương ông nội sẽ... nhiều không? Nội thương con nhất á. Nội cười hoài. Chúc nó ba bật mấy video, ba thâu với con với ông nội ha, cho family coi ha. Giờ con muốn nói gì với ông nội con nói đi. Má thương ông nội nhất rồi. Thương ông nội nhất. Rồi. Nội ông nội love you too. Không ông nội vô đó.
Trời chưa, ta không muốn đẩy ông nội vô đó. Ok. Ông chưa ông nội nhất. Ok. Ông nội love you too. Đây. Không muốn ông nội vô chỗ đó đâu phải không? Thôi đi đi. Để đi. Làm sao coi kỷ niệm tội nghiệp không? Mất ông nội rồi. Chơi con hả, giống hộp đậu quá hà, giống hộp đậu bữa mình đi lát mình ăn quá ha. Bây giờ xa đi của ba xong qua nhà chị Meda ăn uống. Thank you chị Meda, anh Chiêu nấu bữa ăn này cho ba. Lễ của ba mới xong, gia đình tụ tập ăn với nhà anh Chiêu. Thì bò kho hả anh Chiêu? Còn bên đây anh Chiêu? Xôi. 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 Đó. Thôi tuần này mình ăn đó. Không phải bò của em bỏ ăn nước này. Mình định ăn ba. Oh yeah, yeah, that's a good idea. Giống như nhà cái thằng kia mới vô là nó xài. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Sao sushi? Nãy trong xe nói khóc, nói muốn ông nội vô. Nó nói hỏi anh hiểu chưa? Con hiểu rồi nhưng mà con không muốn. Tội nghiệp quá à. Thương quá à. Giỏi con. Con ngoan. Thấy cái nhà. Thấy cái phải nè. Nó ăn ngon lành đó. Ăn không rớt, không bể, không gỗ nữa. Mạnh lắm, hết đồ mạnh. Nói tự nhấn rồi hay lắm. Nhấn tay lúc đầu à. Hấp cho linh. Hết ra là 40 á. Sôi luôn, cũng đâu mắc đâu. Nó không có sôi em. Nè lấy gà lấy. Cái này ngon nè, cái này ngon nè. Cái này ngon. Lấy đẩy đẩy vô nữa. Sao lập giống ông ngoại. Anh nhí, sao lập giống ông ngoại, thức ăn sầu riêng hả? Nói ra thì như nè. Hay giống, thích ăn sầu riêng nè. Giống ông ngoại thích ăn sầu riêng. No, có cái nó không thích ăn ở nhà. Yeah, nó không thích ăn là nó complain nè. Giống ba thích ăn nè. Hồi nó không thích á. Nó ăn cái nhả da, nó nhả. Mấy đứa mà nó không thích ăn nó còn nhỏ đó mà đút vô đó nổi loạn luôn. Nó bung ra liền à. Nó được luôn mới à. He likes it. He likes it. Wow. He likes it. He likes it a lot. He enjoys it. Okay. Người ta muốn ăn mà con 2 kiểu vậy. Ngon hơn. Oh wow, okay lắm. Đây ăn sầu riêng á. Okay, con ăn hiếp con. Nó bực quá. Okay, nữa. Ăn hiếp con. Cái này hả? Ồ vậy hả? Cái cái này nó ngon à. Không hiệp á, cái kia hết rồi. Cầm lên bé nó hai lần. Wow, dữ vậy. Nè. Nè con. Cầm lên. Bớt lên cái luôn. Nãy giờ cái gọi nói là cái dân con giống như cái con ở Việt Nam vậy á. Hết cầm cắn đi, cắn lại nó già. Trời ơi, mày ăn xong yên đấy giờ. Wow. Mới yếm đi. Sầu riêng kìa, trời ơi. Wow, khoái luôn. Nãy lấy ra khóc. Mình thích ăn durian hơn. Durian là thúi lắm à. Ủa? Đó, hổng giống như cậu Hùng tới giống vậy đó. Anh kêu ra ngoài mua nhà nó bự nhất đó, nó cũng bận cầm cỡ cái này ở đây mình đang mừng lắm. Của mama nha, cho mama. No. Mẹ ăn sầu riêng. Rồi, bóp ra tay kìa chị mẹ đi. Kể đi nè. Cho nó ngậm tay nút tay với mẹ. Ác quá.
Con hai này hết sầu riêng rồi tới chua. Quay chưa? Chua. Không ăn tưởng sầu riêng nữa. Chua không mặn không. Thử coi. Ăn không? Không. Chưa lắm nghe em ơi chị. Chưa biết. Con me ăn, con phải ăn đó. Chua mà em thích. Cũng ăn rồi ăn chua nữa. Thích chua là sao? Thích chua, giống cho nó chua mà ăn nữa kìa. Thích chua, chua mà thích. Là kìa daddy. Ồ, nút kìa, nút kìa. Nó rung hả? Mông mông. Đó, ăn nữa kìa. Để vô hả? Kéo vô hả? Kéo vô hả? Đó, hai miệng kìa, thích ăn nữa. Nhưng mà nó có là nó có. Nó miếng luôn.